câu chuyện 7 chiếc cầu ở Königsberg như là Đức á, lớp mình có nghe chưa? À, hai vùng đất này được chia bởi con sông. Và đây có cái cù lao, đây có cù lao. Trên con sông này có 7 chiếc cầu màu tím tím nè. Người dân trong vùng thách đố nhau là thử tìm cách xuất phát từ một vùng, đi dạo qua mỗi chiếc cầu đúng một lần và trở về nơi xuất phát. Người ta hỏi vậy đó, có thể đi vậy được không? Năm 1736, nhà toán học Euler đã vẽ mô hình bản đồ vùng đất này bằng một đồ thị đa đồ thị vô hướng, với mỗi đỉnh ứng với một vùng. Vùng đất này đỉnh 1, cù lao đỉnh 2, vùng đất này đỉnh 3, cù lao này đỉnh 4. Mỗi cạnh ứng với một chiếc cầu. Rồi, bỏ cái bản đồ này đi, thì đây là đồ thị. Có thể nói năm 1736 là cái năm mà khai sinh ra cái những cái lý thuyết, những cái kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị. Từ đó mới có ngành lý thuyết đồ thị ha. Bài toán nói trên được tổng quát hóa thành bài toán có tồn tại chu trình trong đa đồ thị đi qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần hay không. À, người ta tưởng nhớ Euler cho nên định nghĩa là dạng chu trình đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần, được gọi là chu trình Euler. Cái chu trình mà đi qua, vượt qua tất cả các cạnh đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần, người ta tưởng nhớ Euler nên gọi là chu trình Euler. Rồi vậy thì chu trình Euler bài hôm nay á, đường đi Euler, cô nói các khái niệm và định lý. Chu trình là đường đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đi qua đúng một lần, trong đó điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Trong tài liệu á thì có thể là đồ thị có đỉnh cô lập, nhưng cô làm cho nó dễ đi bằng cách là mình không xét đỉnh cô lập nha, xem như đồ thị liên thông. Rồi, tương tự với đường đi Euler, ngoại trừ điểm đầu và điểm cuối không trùng nhau, tức là mình đi qua tất cả các cạnh của nó, mỗi cạnh đúng một lần, nếu điểm đầu trùng điểm cuối thì là chu trình, điểm đầu khác điểm cuối thì là đường đi Euler. Và một cái đồ thị mà có chu trình Euler gọi là đồ thị Euler. Một đồ thị có đường đi Euler gọi là đồ thị nửa Euler, phải không? Rồi, có hai cái định lý. Đồ thị vô hướng liên thông bậc tất cả các đỉnh đều là bậc chẵn thì có chu trình Euler. Và cái định lý nữa, đồ thị vô hướng liên thông tồn tại hai đỉnh bậc lẻ thì có đường đi Euler. Cô sẽ dựa vào hai định lý này nè để xét coi cái đồ thị đó có chu trình hay Euler hay không. Nếu không có chu trình Euler thì kiểm tra coi có đường đi Euler hay không, dựa vào hai định lý này thôi ha. Rồi, thuật toán Fleury thì đơn giản nè, nhìn nè, mỗi khi đi qua một cạnh nào đó thì xóa nó đi. À, cô không xét đỉnh cô lập nha. Trong bài hôm nay cô coi như cô không xét những đồ thị có đỉnh cô lập. Rồi, không bao giờ đi qua cầu trừ khi không còn cách nào khác. À, nếu mà làm theo cái thuật toán đó, mặc dù chỉ có hai dòng thôi nhưng rất là phức tạp. Làm theo cái thuật toán trong tài liệu của Hutech nha. Rồi, mở cái file Word tải về của cô ra nè. Đầu tiên mình đọc từ cái file test lưu vào đồ thị. Vậy thì trong ngôn ngữ C mình tạo một cái kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu cấu trúc. Cô đặt tên là đồ thị. Và này có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là số đỉnh. Thành phần thứ hai là cái ma trận kề của đồ thị đó. Cô cho nó 100 phần thử, tối đa 100 phần thử nha. Rồi, cô viết hàm đọc từ file test lưu vào. À, đây cô có một cái kiểu dữ liệu mới tên là đồ thị. Rồi, đây cô khai báo một cái biến kiểu dữ liệu đồ thị và biến tên G. Bây giờ viết hàm đọc từ file test lưu vào biến G này đây. Voi,
đọc file, lưu vào đâu? Lưu vào biến kiểu đồ thị. Và nếu muốn cái hàm này lưu vào tham số thực thì đây phải truyền tham chiếu, tham số hình thức. Cô có thể đặt tên là G luôn cũng được. Rồi cái file test, file test thì các bạn mở cái file Excel á, ví dụ đồ thị 1 nè, copy cái này nè, copy cái này, lưu cùng thư mục với chương trình buổi 2 sáng thứ tư nè, tạo new test document, đặt tên là đồ thị 1. Rồi đồ thị đó ở trên này là số đỉnh, 8 đỉnh, ở dưới này là ma trận kề. Rồi nhiệm vụ của mình là viết hàm đọc số 8 này vào số đỉnh và đọc cái này vào ma trận kề của cái biến R trong ngôn ngữ C. Đây, mình có thể đọc nhiều file, ví dụ đây đồ thị 1, đồ thị 2, đồ thị 3. Cho nên trong chỗ hàm đọc file này nè, cô cho linh động thì cô khai báo cái biến tên file và cô cho nó tối đa 18 ký tự đi, 17. Cô yêu cầu người ta nhập vô muốn mở tên file đồ thị nào, muốn mở cái đồ thị nào, nhập tên file. Và tên file thì không có khoảng trắng cho nên scanf phần trăm s nhập vào đâu, địa chỉ của tên file. Rồi, nhập vô tên file. Bây giờ cái thủ tục mở file thì khai báo con trỏ, khai báo con trỏ kiểu file, con trỏ tên gì, cô đặt tên F. Mình muốn đặt tên gì đặt, cô đặt F. Dùng hàm F open mở cái file mà mình muốn mở ra, tên file. Rồi kiểu mở, read đọc, đọc file test. RT là read á, mở để đọc, đọc file gì? Đọc file test. Có thể mở được, có thể không mở được. Cho nên nếu mà không mở được thì F này nó sẽ trả về null. Nếu F trả về null, mình báo ra màn hình. Báo ra màn hình là không mở được file. Rồi, thoát ra khỏi hàm luôn bằng lệnh return. Một hàm gặp return thì sẽ thoát ra hàm. Còn không gặp, xuống tới đây là đã mở được file. Đã mở được file thì nhớ đóng lại. Cho nên cô đóng trước để cô đỡ quên. Cô đóng trước nè. Đóng trước. Nhớ đóng file lại chứ không thôi cái file mình nó hư. Rồi trước khi đóng file thì đọc ra nè. Đọc ra thì cô đọc số 8 này chứa vào. Khi mà mở file, con trỏ file nó chạy tới đây ha. Đọc số 8 lưu vào số đỉnh. Đọc số 8, đọc dữ liệu từ file thì dùng hàm F, scanf. Rồi thêm một cái đối số là F. Khúc sau thì giống y scanf. Đọc số nguyên phần trăm D chứa vào đâu? Địa chỉ của G chấm số đỉnh. Để gọi một thành phần trong biến cấu trúc thì tên biến chấm tên thành phần. Cô đọc số 8, cô chứa vào số đỉnh nè. Đọc số 8 chứa vào số đỉnh. Bây giờ mới đọc ma trận dưới này chứa vào ma trận kề trong cái biến kiểu cấu trúc G. Để đọc ma trận, cô dùng hai dòng lặp lòng nhau. In y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng. Rồi for in r bằng 0, r nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi r cộng cộng. Với mỗi ID đó, cô cũng F, scanf.
Đọc từ đâu? Đọc từ file F. Đọc số nguyên phần trăm D chứa vào địa chỉ của g.a.i.g. Rồi. Viết hàm đọc file rồi, gọi nó để đọc vô đâu? Gọi nó để đọc vô đây. Ở đây cô, nếu mà cô gọi biến này g thì cô đọc vô g, còn nếu mà cô bỏ gọi biến này là m thì cô đọc đây là m ha. Rồi, đọc vô g. Nhưng mà mình đọc cái file xong rồi mình lưu vào trong cái biến, mà biến thì nằm trong RAM cho nên không có kiểm tra được. Bây giờ để kiểm tra nó, mình xuất cái RAM nó ra, xuất cái biến nằm trong RAM ra màn hình. Cho nên viết hàm xuất ma trận kề. Xuất ma trận kề. Lấy dữ liệu từ đâu mà xuất? Lấy dữ liệu từ một cái biến kiểu dữ liệu là đồ thị, xuất ra màn hình. Xuất ra màn hình thì đầu tiên tôi xuất số đỉnh ra. Xuất ra màn hình dùng lệnh printf. Xuất số nguyên phần trăm D. Và cô muốn xuất ra chiếm 4 vị trí thì phần trăm 4D. Xuất cái gì ra? Xuất cái g chấm số đỉnh. Rồi đó là cô xuất số đỉnh ra màn hình. Xuất số đỉnh ra màn hình xong, xuống dòng, chỗ này xẹt N, xuống dòng. Rồi bây giờ mới xuất ma trận ra. Xuất số đỉnh, cô sẽ xuất ra màn hình giống y như thế này nè ha. Rồi cô mới xuất từng dòng đây. Xuất từng dòng. Bây giờ cho y bằng 0 thì cô xuất dòng thứ 0 ra. For y chạy theo dòng, in y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng. Với y bằng 0 thì cô xuất dòng thứ 0 ra. Với y bằng 1, cô xuất dòng thứ 1 ra ha. Vậy thì với mỗi dòng, cô nè, cô thấy nè, cô xuất cái dòng này ra sau rồi cô phải xuống dòng cho nó đẹp, nó giống vậy ha. Vậy cho nên làm hai việc bao ra ngoặc nhọn. Xuất dòng y ra, ra màn hình. Xong rồi việc nữa là phải xuống dòng cho nó đẹp, cho nên phải bao ngoặc nhọn nè. Bây giờ xuất dòng y thì dòng y nó có, nếu đồ thị 8 đỉnh thì dòng y nó sẽ có 8 phần tử. Cho nên cô dùng vòng lặp để cô xuất 8 phần tử đó ra ha. Rồi. For trong này, for in r bằng 0, r nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi r cộng cộng. Xuất ra màn hình. Mỗi dòng nó có, mỗi dòng nó có, ví dụ đồ thị 8 đỉnh thì nó có 8 phần tử. Cô cho R chạy từ 0 đến 7 để xuất 8 phần tử đó ra. Và mỗi số chiếm 4 vị trí phần trăm 4D, xuất cái gì ra? G chấm A I R. Rồi hết dòng lặp này là cô đã xuất cái dòng thứ y xong rồi đó. For này chỉ có mình dòng lặp này thôi. Hết dòng lặp đó, cô xuống dòng. Xuống dòng thì chỉ có printf xẹt n là xuống dòng. Rồi cô gọi hàm xuất ma trận kề. Lấy dữ liệu từ đâu? Lấy dữ liệu từ đồ thị g. Rồi lưu. Lưu, lưu chương trình đúng nơi, lưu chương trình đúng cái chỗ mà, đúng chỗ mà có cái, có cái file test á, thì khi mình gọi mình không cần chỉ rõ đường dẫn. Còn nếu mà tụi em lưu chương trình khác nơi cái file muốn đọc thì khi tụi em gõ cái tên file phải gõ đường dẫn. Đường dẫn bắt đầu từ D 200 ổ đĩa gì đó, 200 rồi xẹt xẹt vân vân. Rồi vậy chỗ này là buổi 2. Rồi chạy.
đồthị1.txt đó. Rồi cô sẽ cái chương trình cô sẽ căn cứ vào ngay định lý này nè, cho nên cô phải làm một cái hàm kiểm tra coi đồ thị có vô hướng hay không ha, viết hàm kiểm tra đồ thị, kiểm tra xem đồ thị có vô hướng hay không, viết hàm kiểm tra đồ thị vô hướng. Hàm này cô quy ước trả về kiểm tra vô hướng, trả về một cái số nguyên cho nên in kiểm tra cái đồ thị G có vô hướng hay không. Cô quy ước nếu vô hướng thì return 1, rồi có hướng thì return 0. Mình có quyền quy ước mà, ngôn ngữ cũng là quy ước thôi. Rồi cô quy ước này nha, cái hàm này trả về 1 nếu đồ thị vô hướng, trả về 0 nếu đồ thị có hướng. Thì quan sát nè, nhìn trên đây những cái cạnh nó không có mũi tên, đồ thị vô hướng, nhưng mà nhìn trên ma trận kề thì làm sao biết đồ thị vô hướng? Đồ thị vô hướng là đồ thị có các phần tử đối xứng nhau qua đường chéo chính. Đường chéo chính là đường nào? Đường chéo chính, ví dụ như đây A00, A11, A22, A33 là đường chéo chính. Đồ thị vô hướng thì các phần tử nó đối xứng với nhau qua đường chéo chính. Ví dụ như A01 bằng A10, A02 bằng A20, A03 bằng A30, A04 bằng A40. Tóm lại, đồ thị vô hướng là đồ thị có Airy bằng Ary với mọi Iry. Vậy cho nên chỉ cần tồn tại một Airy khác Ary thì mình kết luận là nó có hướng. Đúng không? Chỉ cần một phần tử khác thôi là nó có hướng. Cho nên chỗ này cô cho cô chỉ xét cái này, cô chỉ xét cái tam giác ở trên thôi cũng được, hoặc xét cả ma trận của cũng không sao. Cô chỉ cần xét tam giác ở trên thôi. Cô xét cái tam giác ở trên màu xanh da trời. Tam giác ở trên thì dòng nè, dòng từ 0 đến 6. Dòng từ 0 đến số đỉnh trừ 2. Đúng không? Rồi, cột thì từ, nếu dòng là y thì cột từ y cộng 1 cho đến số đỉnh trừ 1 nè, cột từ 1 cho đến 7. Vậy cho nên ở đây cô dùng hai dòng lặp dòng lòng nhau, for in y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh trừ 1, tức là nó tới trừ 2 thôi. Còn ở đây mà nếu các bạn cho nó số đỉnh không cũng không sao, duyệt hết cả ma trận kề cũng không sao. Rồi y cộng cộng dưới này ri chạy theo cột, for in ri bằng y cộng 1, cô xét cái tam giác trên thôi. Rồi ri nhỏ hơn g chấm số đỉnh, rồi ri cộng cộng. Chỉ cần nếu một cái phần tử g chấm a i g mà nó khác khác g chấm a g i i nè, nó đối xứng này nha, g chấm ary mà khác g chấm ary thì mình biết là nó có hướng. Mà có hướng thì cô quy ước là return 0, cô quy ước là return 0 có hướng. Ngược lại hết hai dòng lặp này không gặp lệnh return chạy xuống đây nằm ngoài dòng lặp nè thì nó có hướng, thì cô return 1.
chỗ này là có vô hướng. Rồi hàm kiểm tra đồ thị vô hướng có nhiêu vậy thôi. Return 1 này nằm ngoài hai dòng lập này nha. Dòng lập for y chạy, chỉ có một mình dòng lập for ri chạy thôi. Cô không bao ngoặc nhọn. For ri chạy chỉ có một mình if thôi. Và if này chỉ có một mình return thôi. Cô không bao ngoặc nhọn. Đỡ chiếm diện tích của cô. Rồi kiểm tra nè. Chạy thử cái đó, kiểm tra. À, đọc file trả về voi. Xuất ma trận kề trả về voi. Thì mình gọi như thế này được, gọi cơi cơi. Còn bây giờ nó trả về in. Trả về in, kiểm tra đồ thị vô hướng, trả về một số nguyên. Cho nên cô lý luận dựa trên nó, nếu kiểm tra đồ thị vô hướng của đồ thị G mà nó bằng bằng 1, mà khi mà nó bằng 1 đó thì mình có thể để như thế này cũng được, hoặc mình không cần làm gì cũng được ha, thì nó cũng làm nó ở trong này biểu thức điều kiện đúng khi nó trả về một số khác không ha. Còn nếu không thì để vậy cho nó dễ hiểu, bằng bằng 1 thì mình xuất ra màn hình là đồ thị vô hướng. Xuống dòng đồ thị vô hướng, ngược lại else mình xuất ra màn hình là đồ thị có hướng. Rồi chạy, chạy với đồ thị 1.txt, đồ thị vô hướng. Mấy cái đồ thị trong buổi 2 hả cô, toàn là vô hướng không à ha. Cái này là ôn buổi 1 đó, này là ôn buổi 1, kiểm tra đồ thị vô hướng. Rồi tìm số thành phần liên thông của đồ thị. Cái bài thực hành của cô giới hạn trong đồ thị liên thông, tức là số thành phần liên thông bằng 1 thôi. Cô không xét điểm cô lập nha. Rồi vậy thì bây giờ viết hàm tìm số thành phần liên thông của một đồ thị. Viết hàm tìm số thành phần liên thông. Tìm số thành phần liên thông thì nó trả về bao nhiêu đó. Ví dụ có hai thành phần liên thông thì trả về 2, cho nên trả về in. Tìm số thành phần liên thông của đồ thị G. Để tìm số thành phần liên thông thì cô dùng một cái mảng một chiều đặt tên là nhãn. Cho nên khai báo một cái mảng một chiều cho tối đa 100 phần thử. Và cô gán nó bằng không hết tất cả. Cái này là vừa khai báo vừa gán bằng không. Từ nhãn 0 cho đến nhãn 99 đều bằng 0 hết ha. Để tìm số thành phần liên thông thì tương tự như cái buổi 1 đó, mình xét liên thông dùng một cái mảng một chiều đặt tên là nhãn. Sau khi chạy chương trình đó rồi thì cái nhãn này nó sẽ lưu nè. Ví dụ như đồ thị này có 3 thành phần liên thông: đỉnh 0, đỉnh 3, đỉnh 4, 0, 3, 4, 5, 7, 8 thuộc thành phần liên thông số 1. Thì đây, đỉnh 0, 3, đỉnh 0, đỉnh 3, đỉnh 4, đỉnh 5, đỉnh 7, đỉnh 8 thuộc thành phần liên thông số 1, cho nên đây là 1. Đỉnh 1, đỉnh 6 thuộc thành phần liên thông số 2, cho nên đây thành phần liên thông, thành phần liên thông ha. Rồi đỉnh 2 thuộc thành phần liên thông số 3, cho nên đây nhãn nó sẽ chứa cái số thành phần liên thông của cái đỉnh đó ha. Rồi đỉnh nào thuộc thành phần liên thông nào thì lưu trong đó, cho nên cô làm tương tự như buổi 1 đó. Nhãn nè, vừa khai báo mảng một chiều vừa gán nhãn bằng không tất cả. Bây giờ cô duyệt qua tất cả các đỉnh for
in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh, rồi y cộng cộng. Nếu cái nhãn của đỉnh y đó mà nó bằng bằng 0, có nghĩa là nó chưa thuộc vô thành phần liên thông nào hết, thì cô làm nhiều việc ba hoặc nhọn. Việc thứ nhất là cô có cái biến, khai báo một cái biến nữa, khai báo một cái biến nữa là số thành phần liên thông, số thành phần liên thông, và mới đầu cho nó bằng 0 ha. Rồi bây giờ cô mới diệt qua các đỉnh. Nếu nhãn y chưa thuộc thành phần liên thông nào hết thì tăng số thành phần liên thông lên 0 cộng, tăng số thành phần liên thông, xong rồi gán cái số thành phần liên thông nó cho nhãn y, số thành phần liên thông. Xong rồi cô mới đi tìm đỉnh liên thông của đỉnh y. Đỉnh liên thông của đỉnh y là cái đỉnh mà có đường đi từ y đến đỉnh đó, trực tiếp hoặc gián tiếp. Rồi cho nên cô sẽ viết một cái hàm tìm đỉnh liên thông. Đỉnh liên thông của đỉnh nào? Của đỉnh y này nè. Trong đồ thị nào? Đồ thị G. Và khi mà nó liên thông thì nó cùng nhãn, cho nên cô truyền cái tham số nhãn này vô. Ở đây là lời gọi cái hàm mà cô sẽ sắp viết. Lời gọi hàm. Và cô viết cái hàm này ở trên đây. Viết hàm này ở trên. Hàm này trả về voi. Rồi tìm đỉnh liên thông. Thứ tự nè nha. Ở dưới này đỉnh y. Ở dưới này đỉnh y. Thì trên đây cô gọi tham số hình thức. Nó là một cái đỉnh x nào đó. Rồi trong đồ thị G, dưới này tham số thực như thế nào, trên đây tham số hình thức như thế đó nha. Thứ tự nha. Rồi nhãn là một cái mảng một chiều. Và mảng một chiều, tên mảng một chiều là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng đó, cho nên nó là truyền tham chiếu đó. Rồi tìm đỉnh liên thông của cái đỉnh x này nè. Thì cô cũng duyệt qua các đỉnh của đồ thị. For in y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh, y cộng cộng. Nếu có đường đi từ đỉnh x đến y, tức là g chấm a y đến đỉnh x mà cô truyền tham số hình thức trên á, khác không? Do cô chỉ xét trên đồ thị vô hướng, cho nên mình chỉ cần g chấm a y đến đỉnh x, và nó cũng là g chấm đỉnh x đến y ha. Mình xét trên đồ thị vô hướng, cho nên chỉ cần xét một phần tử a y đến đỉnh x, khác không? Và cái nhãn của cái đỉnh y đó bằng bằng 0, tức là nó chưa thuộc thành phần liên thông nào hết, thì cô làm nhiều việc nè, ba hoặc nhọn. Việc thứ nhất là cô gán cái nhãn của đỉnh x cho cái đỉnh y đang xét này nè, bằng nhãn của đỉnh x. Rồi vậy thì đỉnh y này là đỉnh liên thông của đỉnh x. Bây giờ cô gọi để quy cái hàm này nè, gọi để quy, gọi chính nó, tìm đỉnh liên thông của đỉnh y trong đồ thị G, và cũng truyền cái nhãn theo nó. Ở đây nè, đây là lời gọi hàm này nè. Vậy sau khi mà duyệt qua các đỉnh đây rồi và gọi cái hàm trên đó hết dòng lặp này, thì cô return gì? Số thành phần liên thông ha. Nè, nó trả về in, return số thành phần liên thông. Rồi cô kiểm tra. Cái này kiểm tra rồi, thôi bỏ đi nha. Kiểm tra đúng rồi, thôi bỏ.
cô xuất nó ra màn hình luôn, nó trả về số nguyên. Đô thị có bao nhiêu thành phần liên thông? Rồi ở đây cô gọi cái hàm tìm số thành phần liên thông. Gọi hàm tìm số thành phần liên thông. G. Rồi chạy. Bây giờ cô chạy với cái đồ thị này nè, coi nó ra ba không nha. Đồ thị này, đồ thị này cô cho đồ thị số 12 đi. Cô chạy với đồ thị này coi nó ra ba không nha. Ba thành phần liên thông nè. Đồ thị 12. Đồ thị 12. Nó bao nhiêu đỉnh? 2 hoặc 3 5 9 đỉnh. Rồi, chạy với đồ thị 12. Đồ thị 12.txt. Đồ thị có 3 thành phần liên thông, đúng không? Nếu mình chạy với đồ thị 1 thì có mấy thành phần liên thông? 1 thôi. Rồi, cô chạy với đồ thị 1. Đồ thị 1.txt thì có 1 thành phần liên thông thôi, có 1 thành phần liên thông. Câu kế tiếp, tìm bậc của một đỉnh. Bậc của một đỉnh là gì? Trong đồ thị vô hướng, bài buổi thực hành hôm nay mình chỉ xét đồ thị vô hướng liên thông thôi. Bậc của một đỉnh là số cạnh mà đi đến đỉnh đó đó ha. Mình không xét đồ thị có hướng, đơn giản hơn. Ví dụ như đỉnh 0, bậc 3, 1, 2, 3. Đỉnh 1, bậc 3, 1, 2, 3. Đỉnh 7, bậc 2. Đỉnh 6, bậc 2. Đỉnh 5, bậc 2. Đỉnh 2, bậc 2. Đỉnh 3, bậc 2. Đỉnh 4, bậc 2. Nhìn trên đồ thị thì mình đếm số cạnh mà đi đến nó đó thì là bậc. Nhưng nhìn trên ma trận kề làm sao mình biết? Nhìn trên ma trận kề thì mình đếm số phần tử khác không? Ví dụ như đỉnh 0 nè, 1, 2, 3, 3 phần tử khác không, cho nên nó là bậc 3. Đỉnh 1, 1, 2, 3, 3 phần tử khác không, cho nên là bậc 3. Rồi, đỉnh 2, 1, 2, 2 phần tử khác không, cho nên là bậc 2. Vậy thì tóm lại, muốn tìm bậc của một đỉnh, mình đếm. Ví dụ, bậc của đỉnh 4, mình đếm cái dòng số 4. Nếu đồ thị vô hướng, đếm dòng cũng được, đếm cột cũng được. Ha. Rồi vậy thì cô viết hàm tìm bậc của một cái đỉnh, đỉnh x nào đó, nó trả về số nguyên. Tìm bậc của đỉnh, của một cái đỉnh x nào đó, của một cái đỉnh x nào đó trong đồ thị G. Rồi cô khai báo cái biến để cô chứa cái bậc và mới đầu cho nó bằng 0. Nếu mà ví dụ như cô muốn tìm bậc của đỉnh 4 thì có phải là cô, ví dụ như cô muốn tìm bậc của đỉnh 4 thì có phải là cô chỉ cần xét cái dòng số 4 này không không? Cho nên bây giờ cô cho một dòng lặp chạy thôi ha. Một dòng lặp chạy thôi. For. Và dòng lặp này in y chạy theo cột. Y chạy theo cột bằng 0 cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng. Nếu g chấm cái dòng, ví dụ nè, ví dụ cô muốn tìm bậc của đỉnh 4 thì có phải là cô xét a 4
A40, A41, A42, A43, A44, lúc nào nó cũng là 4 hết. Cho nên A đỉnh X, cô đang tìm bậc của đỉnh X mà. D Y đến Y mà nó khác không thì cô tăng cái số bậc lên, tăng số bậc lên cộng cộng hết vòng lặp này. Cô chỉ đếm có cái vòng thôi, cái vòng mà đỉnh ít á ha, và cô return bậc. À bây giờ viết cái hàm để liệt kê bậc của các đỉnh trong đồ thị. Rồi, liệt kê bậc các đỉnh trong đồ thị G. Để cô kiểm tra mà, không viết này cũng được. Nếu mình thấy hàm mình đúng, bậc của các đỉnh thì cô cũng duyệt qua các đỉnh. For in y từ đỉnh 0 cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh y cộng cộng, mỗi cái thì cô liệt kê ra, printf liệt kê ra màn hình để cô kiểm tra mà. Xuống dòng đỉnh nào, phần trăm d bậc của đỉnh, bằng gọi hàm tìm bậc đỉnh, ở đây là bậc của đỉnh y, rồi ở đây gọi hàm tìm bậc đỉnh y trong đồ thị G. Cô kiểm tra mà, viết hàm để cô kiểm tra cái hàm trên coi đúng hay sai ha. Ở đây chỗ này phần trăm d nữa, bậc của đỉnh này bằng này ha. Rồi chạy liệt kê các bậc của đỉnh. Trong đồ thị G, cô chạy với đồ thị số 1. Đồ thị số 1 nè, đỉnh 0, đỉnh 1, bậc 3, tất cả các đỉnh khác, bậc 2. Đồ thị 1.txt, đỉnh 0, đỉnh 1, bậc 3, các đỉnh giác, bậc 2 hết ha. Cô chạy với đồ thị 12. Đồ thị 12. Rồi kiểm tra coi đúng không? Rồi đúng không? Đỉnh 0, bậc 2, đỉnh 1, bậc 1, đỉnh 2, bậc 0, đỉnh 2, bậc 0 nè, này là đỉnh cô lập, đỉnh mà bậc 0 gọi là đỉnh cô lập, ha. Rồi, đỉnh 3, bậc 3, đỉnh 4, bậc 2, đỉnh 4, bậc 2, đỉnh 5, bậc 2, đỉnh 6, đỉnh 6, bậc 1, đỉnh 6, bậc 1, đỉnh 7, bậc 2, đỉnh 7, bậc 2, đỉnh 8, bậc 1 ha, nó có một cạnh đi tới thôi nè. Đó. Rồi, đó là cái hàm kiểm tra bậc của đỉnh. Xong rồi, bây giờ kiểm tra một đồ thị vô hướng, số thành phần liên thông bằng 1, có chu trình Euler hoặc đường đi Euler hoặc không có. Rồi tiếp tục, căn cứ vào hai cái định lý này nè, cô xét, cô coi ha. Nếu đồ thị vô hướng, số thành phần liên thông bằng 1, liên thông có nghĩa là số thành phần liên thông bằng 1,
bậc tất cả các đỉnh đều là bậc chẵn thì cô kết luận là nó có chu trình Ale. Còn nếu đồ thị vô hướng, số thành phần liên thông bằng 1, chỉ có hai đỉnh bậc lẻ thôi thì nó có đường đi Ale. Cho nên cô viết một cái hàm kiểm tra coi nó có đường đi hoặc chu trình hay không. Viết hàm kiểm tra và hàm này trả về số nguyên. Kiểm tra Ale. Rồi của cái đồ thị G. Cô quy ước nè. Cô quy ước rồi sẽ return 1 nếu có chu trình Ale. Rồi return 2 nếu có đường đi Ale. Rồi, return 3. Return 3 nếu không có đường đi và không có chu trình luôn. Và nhớ là cái này cô thu gọn lại, không xét các đỉnh cô lập nha. Xem như chỉ có một thành phần liên thông thôi. Không có đường đi, không chu trình, cũng không đường đi luôn. Rồi cô quy ước như vậy. Vậy thì muốn quy ước vậy, cô căn cứ vào cái định lý. Căn cứ vào định lý vô hướng liên thông có chu trình Ale khi và chữ khi mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn. Cho nên bây giờ cô khai báo một cái biến tên là vô hướng. Cô gọi cái hàm, gọi hàm kiểm tra vô hướng của đồ thị G ha. Nè, kiểm tra vô hướng và lưu nó vào đây. Nếu nó vô hướng trả về 1 lưu vào đây, nếu nó có hướng trả về 0 lưu vào đây. Và cô viết khai báo một cái biến số thành phần liên thông và cô gọi cái hàm, gọi hàm tìm số thành phần liên thông, tìm số thành phần liên thông lưu vào đó. Rồi cô khai báo một cái biến để cô chứa số bậc lẻ của nó, số bậc lẻ, và mới đầu cô cho nó bằng không ha. Rồi vậy thì căn cứ bây giờ cô tính số bậc lẻ, tính số bậc của từng đỉnh để coi nó có bao nhiêu đỉnh bậc lẻ, duyệt qua tất cả các đỉnh for in y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh, rồi y cộng cộng. Nếu cô tìm bậc đỉnh, tìm bậc đỉnh y trong đồ thị g mà là số lẻ phần trăm 2 bằng 1 đó, thì cô tăng cái số bậc lẻ lên, tăng cái số bậc lẻ lên cộng cộng. Rồi vậy thì dưới này là cái diễn tả cái định lý, diễn tả định lý bằng ngôn ngữ C nè. Nếu vô hướng bằng bằng 1 hay hoặc là để vô hướng không cũng được, và số thành phần liên thông bằng bằng 1 và số bậc lẻ bằng bằng 0, tức là nó không có đỉnh bậc lẻ, thì cô kết luận là nó có chu trình Ale. Đúng không? Nè. Đúng không? Vô hướng liên thông không đỉnh bậc lẻ bằng không, có nghĩa là tất cả đỉnh đều bậc chẵn,
thì cô kết luận là nó có chương trình ở Lea, mà cô quy ước là retain một nếu có chương trình ở Lea. Quy ước retain một có nghĩa là có chương trình ở Lea. Rồi cũng như thế này ha, cũng như thế này, nếu vô hướng liên thông và số đỉnh bậc lẻ đúng bằng 2 thì cô return 2 có. Return 2 là gì? Có đường đi ở Lea, có đường đi. Rồi không gặp return 1, không gặp return 2 thì có nghĩa là nó không có chu trình và không có đường đi. Vậy chỗ này cô return 3 có nghĩa là không chu trình, không đường đi. Rồi. Rồi bây giờ kiểm tra, nếu mà nó có chương trình hoặc là có đường đi thì cô phải liệt kê cái chương trình, liệt kê đường đi đó ra. À, coi nó đi từ đỉnh nào đến đỉnh nào ha. Cho nên cô viết một cái hàm. Viết một cái hàm tìm đường đi. Hàm này trả về void, cô liệt kê đây luôn cho nên trả về void. Tìm chương trình đường đi ơ le của cái đồ thị G. À, cô khai báo cái biến kiểm tra và cô gửi cái hàm kiểm tra ơ le này nè, gọi hàm kiểm tra ơ le của cái đồ thị G. Rồi bây giờ lý luận dựa trên cái kiểm tra này nè. Nếu mà kiểm tra bằng bằng 3 thì không làm gì hết ha. Nếu kiểm tra bằng bằng 3, nếu cái hàm kiểm tra le này mà nó trả về số 3 thì mình kết luận là xuất ra màn hình là cái gì? Đồ thị không chu trình, không đường đi ơ le. Và thoát ra khỏi hàm luôn, return không làm nữa. Vậy thì rơi xuống đây, nếu nó không có kết quả, nó không có trả về số 3 thì nó trả về số 1 hoặc số 2. Trả về số 1 hoặc số 2 thì cô phải tìm. Rồi do cô không xét đỉnh cô lập cho nên nếu mà tìm chu trình thì mình xuất phát từ đỉnh nào cũng được hết. Ví dụ như đồ thị cô không xét đỉnh cô lập cho nên đồ thị này có chu trình nè, thì cô xuất phát từ đỉnh nào cũng được hết á, đỉnh nào nó cũng ra chu trình ở le được hết á ha. Còn nếu đường đi thì nó có đúng hai đỉnh bậc lẻ, đồ thị này có đường đi ở le nè, cô bắt buộc phải xuất phát từ một đỉnh bậc lẻ và kết thúc bằng đỉnh bậc lẻ còn lại. Cho nên bây giờ cô viết một đoạn code để tìm đỉnh xuất phát của cái chu trình hoặc đường đi á ha. Vậy thì cô khai báo một cái biến tên là đỉnh xuất phát ha. Nếu kiểm tra mà bằng bằng 1 là nó có chu trình đó, thì cô yêu cầu nhập vô cái đỉnh xuất phát. Mình muốn đi bắt đầu từ đỉnh nào cũng được hết á, không xét đỉnh cô lập cho nên mình muốn đi bắt đầu từ đỉnh nào cũng được hết. Rồi nhập đỉnh xuất phát
của Chu Trình. Rồi dùng scan app. Nhập số nguyên. Nhập vào đâu? Địa chỉ của cái đỉnh xuất phát. Đó là trường hợp Chu Trình. Chu Trình trong đồ thị không đỉnh cô lập thì xuất phát từ đỉnh nào cũng được hết. Muốn xuất phát từ đỉnh nào thì nhập vô đỉnh đấy. Từ đỉnh nào cũng được. Rồi bây giờ nếu kiểm tra bằng bằng 2, có nghĩa là nó có đường đi đó, thì đường đi ơ le phải xuất phát từ một đỉnh bậc lẻ và kết thúc bằng đỉnh bậc lẻ còn lại. Nó chỉ có đúng 2 đỉnh bậc lẻ thôi mà. Cho nên bây giờ cô tìm cái đỉnh xuất phát đó, cô duyệt qua tất cả các đỉnh. In y bằng 0, y nhỏ hơn g chấm số đỉnh y cộng cộng. Nếu tìm bậc, gọi cái làm tìm bậc đỉnh của cái đỉnh y đó trong đồ thị g mà nó lẻ thì chia cho 2, phần trăm 2 nó khác không, thì cô làm hai việc nè. Cho nên bao hoặc nhỏ, chỗ này không cần hoặc nhỏ, chỗ này cũng được, chỗ này mo thôi, chỗ này mới hoặc nhỏ ha. Rồi chỗ này thì cô mới cho cái đỉnh xuất phát đó bằng y ha, và cô thoát ra khỏi vòng lặp này, for break, thoát ra khỏi vòng lặp. Cái này là cái gì? Chọn đỉnh xuất phát là đỉnh đầu tiên tìm được. Rồi chỗ này là cái gì? Break là thoát ra khỏi vòng lặp, không tìm vòng lặp, không tìm đỉnh xuất phát nữa. Có đỉnh xuất phát là y rồi ha. Hai cái đoạn code này là cô tìm cái đỉnh xuất phát. Nếu mà chu trình thì mình nhập vô điểm xuất phát nào cũng được hết. Rồi còn nếu mà đường đi thì mình phải tìm một cái đỉnh bậc lẻ để mình đi ha. Mình không cần nhập mà tìm một đỉnh bậc lẻ để đi. Rồi có cái đỉnh đó rồi, bây giờ thì cô phải viết một cái hàm tìm đường đi. Tìm đường đi, và chỗ này là lời gọi hàm thôi. Tìm đường đi từ cái đỉnh xuất phát đó trong đồ thị G. Và để tìm đường đi này thì cô cần một cái stack trong tài liệu đó. Cô đặt tên là S nè. Cô liệt kê các đỉnh đã đi. Cô liệt kê các đỉnh trong chu trình mà nó sẽ đi qua. Và chỗ này một đỉnh, ví dụ như đây rồi nha. Cái đường đi á, nó đi bắt đầu từ 0 0, 5, 6, 7, 0. Một đỉnh nó có thể đi qua nhiều lần. Cho nên chỗ này cô khai báo một cái stack. Đây, khai báo một cái S và tối đa 200 đi. Và có NS là số phần tử của cái đó. NS số phần tử của đó. Mới đầu NS bằng 0 à. Rồi vậy thì khi mà nó đi á, tìm đường đi, đi qua cái đỉnh nào nó sẽ lưu vào trong stack. Cho nên
đưa vào sắc, vào tham số. Rồi vậy thì phải phải tăng cái NS lên, đưa NS vô luôn. Cái chỗ này là lời gọi hàm thôi. Bây giờ cô mới viết cái hàm trên đây, hàm tìm đường đi ở trên, để cô khỏi, cô để ở trên để cô khỏi phải khai báo nguyên mẫu. Và coi thứ tự, thứ tự của một cái in tìm đường đi từ một cái đỉnh x nào đó trong đồ thị G và truyền tham số, và là cái stack đó vô là mảng một chiều, và truyền số phần tử của stack đó là NS. Và cái số phần tử này nè, nếu cô muốn nó lưu vào tham số thực với này, lưu vào tham số thực với này, thì đây cô phải gì, truyền tham chiếu có dấu và chỗ này ha. Rồi tìm đường đi từ đỉnh S, thì cô có cái đỉnh S rồi, bây giờ cô duyệt qua tất cả các đỉnh của đồ thị, nếu có đường đi thì cô đi. Ví dụ đây ha, đây đường đi bắt đầu, nó bắt buộc bắt đầu từ đỉnh không thôi, do dòng lập mình chạy bắt đầu từ đỉnh không. Rồi nè, nếu đây là đường đi và mình tìm cái đỉnh xuất phát á, thì chắc chắn nó ra cái đỉnh không. Đỉnh không thì tìm đường đi, nó sẽ đi đến đỉnh một, cũng do dòng lập chạy từ không đó, đi đến một, đi đến đỉnh nào thì cô xóa cái đỉnh đấy, xóa cái cạnh đó, đi cạnh nào xóa cạnh đó, đi đây không xóa cạnh này, xóa cảnh này ở đây thì mình đấy mình xóa. Nhưng trong ma trận kề làm sao xóa, không một có nghĩa là mình sẽ xóa hai phần tử này đây, không một mình sẽ xóa phần tử này và phần tử này ha. Vậy thì đi dùng dòng lập for in y bằng không cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng, nếu có đường đi, nếu có đường đi từ đỉnh x đến y, hay là từ y đến đỉnh x cũng được, tại vì đồ thị vô hướng, tức là g chấm a từ đỉnh x đến y, có nghĩa là cái ma trận nó, cái phần tử ngay chỗ đó nó khác không, khác không, thì cô làm nhiều việc ba mặt nhọn thì cô mới xóa, cô đi qua đó cô xóa. Nếu xóa trong ma trận thì nó là g chấm a đỉnh x đến y và g chấm a y đến đỉnh x, xóa nó có nghĩa là cho nó bằng không. Xóa nó rồi này, thì lại gọi cái hàm để quy đó, gọi cái hàm, gọi chính nó, tìm đường đi tiếp xóa ha. Vậy thì gọi hàm để quy tìm đường đi từ đỉnh y trong đồ thị G và S, N, S. Và mình nhớ nè, do mình xóa G chấm A đỉnh X đến Y vân vân, cho nên nếu đây mà mình truyền tham số, truyền tham trị thì nó sẽ không lưu vào tham số thực. Cho nên chỗ này cũng phải truyền tham chiếu nha. Chứ thôi nó còn ngoài, chỗ này truyền tham chiếu, chỗ này truyền tham chiếu do mình xóa nè ha. Rồi ví dụ đây xóa 2-3 xóa, 3-4 xóa, 4-1 xóa, 4-1 xóa, hết đường đi rồi. Khi nào hết đường đi thì lưu số 1 vào trong
start ha, lưu số 1 vào trong start, xong rồi để quy nó sẽ quay ngược lại đỉnh 4, đỉnh 4 cũng hết đường đi, khi nào hết đường đi thì mới lưu vào start, rồi quay ngược lại đỉnh 3, đỉnh 3 cũng hết đường đi, lưu vào start, quay lại đỉnh 2, đỉnh 2 cũng hết đường đi, đỉnh 2 cũng hết đường đi, lưu vào start, quay ngược lại đỉnh 1, đỉnh 1 hết đường đi. Rồi, rồi bây giờ mới quay ngược lại đỉnh 0, đỉnh 0 còn đường đi, cho nên 0 đến 5, xóa, 5 đến 6, xóa, 6 đến 7, xóa, 7 đến 0, xóa, hết đường đi rồi, cho nên đỉnh 0, khi nào hết đường đi mới lưu vào đây, 0, rồi quay lui, 7, quay lui, 6, quay lui 5 và quay lui 0 cũng hết đường đi cho nên lưu vô. Cuối cùng cái stack của mình là cái này đây ha. Và cái này nó liệt kê đường đi qua các đỉnh, đi ngược đi xuôi gì cũng được hết. Nếu đi ngược nè, từ đỉnh 0 0 qua 5 6 7 0 1 2 3 4 ha, vậy cho nên chỗ này hết đường đi, chỗ này là hết đường đi thì mới lưu S, chỗ này mới lưu S của NS bằng đỉnh X, và lưu nó trâu xong thì tăng số thành phần này lên tổng cộng. Hai dấu cộng ngoài sau, hai dấu cộng ngoài sau để nó đây. Rồi. Rồi ở đây. Ở dưới này tìm cái đường đi rồi. Cái lời gọi hàm ở trên này nè, hết đường đi thì lưu. Lưu cái điểm X đó vào start. Bây giờ cô mới liệt kê đường đi hoặc chu trình ele ra, nếu kiểm tra bằng bằng 1 thì cô liệt kê cái chu trình ele ra, rnf chu trình ele nếu kiểm tra bằng bằng 2 thì cô đường đi liệt kê cái đường đi Euler ra. Và cả hai cái này thì cô đều liệt kê cái stack nó ra, dùng dòng lặp for in y, nếu mà cô in ngược á thì nó sẽ bằng ns trừ 1 cho đến ni lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi y trừ trừ. Cô đi ngược á. Cô liệt kê cái gì ra? Printf. Printf. Mỗi số chiếm 4 vị trí. Cái s của y. Rồi chạy. Chạy. Này bỏ đi. G. Chạy sai sửa. Số bậc lẻ. Tìm số thành phần liên thông. Rồi ví dụ đồ thị 1.txt. Đây. Kiểm tra. Đúng không? Nè, 05, cô in từ ngược nè, cô in ngược là 0567. 0567. 0567.
không, 1, 2, 3, 4. Rồi đồ thị số, ở trong cái bài của cô á, là đồ thị số 5. Nó có chu trình ở đây đó. Đồ thị số 5 có chu trình ở đây à. Đồ thị 5 có chu trình ở đây nè. Này là có 8 đỉnh. Cô chạy cái chạy chương trình với đồ thị 5. Đồ thị 5.txt. Nhập chu trình đồ thị không có đỉnh cô lập, cho nên mình có thể nhập bất kỳ cái đỉnh xuất phát nào nha. Cô không xét trường hợp có đỉnh cô lập nha. Rồi ví dụ như bây giờ cô xuất phát từ đỉnh nào? À, cô xuất phát từ đỉnh số 6 đi. Nhập đỉnh số 6, xuất phát có chu trình, xuất phát từ đỉnh số 6. Thì đây nó liệt kê ra chu trình. Đỉnh bắt đầu bằng đỉnh kết thúc ha. 6 4 3 1 0 2 3 5 7 6 chính xác. Điểm đỉnh xuất phát nào nó đi cũng đúng hết. Nếu đồ thị vô hướng số thành phần đi ra bằng 1 thì xuất phát từ đỉnh nào nó cũng đi ra cái chu trình ở le hết. Rồi kết thúc bài hôm nay.